đi buôn gặp may. Tăng tốc lên nào, phải đến rừng thật sớm mới mong săn được nhiều thú hiếm. Mới sáng ra, ở đâu ra cái lão già gớm ghiếc này chứ? Dạ thưa bệ hạ, có lẽ là người dân vào thành buôn bán đó ạ. Bệ hạ vạn tuế. Mới ra khỏi điện mà đã gặp cái lão già gớm ghiếc này thì buổi đi săn hôm nay chỉ có về tay không. Rõ là đen. Lính đâu gông cổ hắn lại, hạ ngục cho ta. Thật oan ức. Chuyện gì thế này? Tôi đâu có làm gì sai mà bắt tôi. Thả ra, thả tôi ra. Mau giải đi cho khuất mắt ta. Xin bệ hạ tha cho lão. Lão có làm gì đâu. Bệ hạ, bệ hạ. Đi mau lên cho thoát cái điểm gỡ. Buổi sáng hôm nay mà sôi hỏng bỏng không thì ta sẽ xử phạt cái lão già kia. Buổi sáng hôm nay thành công hơn mong đợi rồi. Truyền lệnh ta, tất cả chuẩn bị tập trung về điện nhé. Tuân lệnh bệ hạ. Cho ông lão ban sáng gặp ở cửa thành lên đây gặp ta. Dạ, cái người ban sáng bệ hạ Tống Ngục ạ. Thần sẽ cho gọi ông ấy đến đây ngay. Cứ tưởng cái bộ mặt ngu ngơ của ngươi là điềm gỡ, ai dè lại hóa điềm lành. Trẫm tỏ lòng thương, tha cho ngươi và xem đó là đặc ân trẫm ban. Đa tạ đặc ân bệ hạ. Sao ngươi lại thở dài thế? Dạ, điềm gỡ bệ hạ gặp sáng nay lại hóa ra điềm lành. Còn kẻ tiện nhân này á, phải trở dậy từ lúc gà gáy để đi kiếm đồng tiền bát gạo nuôi thân. Gặp bệ hạ lại bị tông vào ngục thất. May mà giờ được đặc ân của hoàng thượng. Mà ngẫm ra hắn nói cũng đúng. Nếu giờ xử phạt hắn, chẳng hóa lại càng chứng tỏ gặp vương quân ta là một điều xui xẻo ư? Chỉ còn cách này. Thôi, chuyện này bỏ qua. Coi như hôm nay ta mời lão vào cung làm khách. Ta sẽ ban thưởng cho lão nữa, nghe chưa? Đội ơn bệ hạ. Tiện nhân gặp được người quả là niềm may mắn và vinh hạnh à. Chiếc nỏ thần. Sau khi An Dương Vương xây thành Cổ Loa, thần Kim Quy cho An Dương Vương một cái móng của mình để làm lẫy nỏ mà giữ thành. Hãy dùng chiếc móng này để làm nỏ. Nỏ này trăm phát trúng cả trăm. Một phát bắn có thể giết cả ngàn quân địch. Đa tạ thần Kim Quy. An Dương Vương giao chiếc móng của thần Kim Quy cho Cao Lỗ. Cao Lỗ làm ngày làm đêm để tạo ra chiếc nỏ. Chiếc nỏ vô cùng cứng cáp và có thể bắn ra hàng ngàn mũi tên. Nhà vua treo nó ở ngay cạnh giường ngủ của mình. Từ khi An Dương Vương có nỏ thần thì triệu đà ở đất Nam Hải mấy lần sang chiếm nước Âu Lạc của vua An Dương Vương đều bị đánh bại. Động thủy còn, chắc chắn An Dương Vương có một bí mật nào đó mới có thể thắng được quân binh hùng mạnh của ta. Chúng ta cần phải nghĩ ra kế gì đó. Ta đã nghĩ ra cách rồi. Con trai của ta, con cần phải nghe theo ta. Nhưng thưa cha, con không muốn làm thế đâu ạ. Con là con trai ta, không được trái lệnh. Triệu đà cho con trai là Trọng Thủy sang đất nước Âu Lạc để cầu thân. Thấy Mỹ Châu và Trọng Thủy thương mến nhau, vua An Dương Vương liền cho Mỹ Châu và Trọng Thủy kết duyên nên vợ nên chồng. Nàng ơi, bên Âu Lạc có bí quyết gì mà không ai đánh được? Có bí quyết gì đâu chàng. Âu Lạc đã có thành cao, hào sâu, lại có nỏ thần bắn một phát chết hàng nghìn quân địch. Như thế còn có kẻ nào đánh nổi được? Nàng có thể cho ta xem chiếc nỏ được không? Vâng, chàng hãy đợi thiếp nhé. Thật là kiệt tác. Nàng có thể hướng dẫn cho ta cách sử dụng nó được không? Trọng Thủy xin phép An Dương Vương được về thăm cha. Hắn thuật lại cho cha về chiếc nỏ. Ngươi hãy mau chóng làm một chiếc nỏ, giống hệt như lời con trai ta kể. Tuân lệnh. Con trai, con giỏi lắm. Phen này ta sẽ có thể đánh bại nước Âu Lạc rồi. Trọng Thủy, chàng có biết thiếp rất mong chàng không? Khi nào thì chàng mới quay về? Chàng đã về rồi. Thiếp mong chàng mãi, ta cũng nhớ nàng. Ta phải mở tiệc ăn mừng để chào đón phò mã của ta đã quay về. Tranh thủ lúc vua An Dương Vương và các quần thần đã say, Trọng Thủy lén đánh tráo chiếc nỏ thần. Chàng có điều gì lo lắng thì có thể cho thiếp biết được không? Vua cha ta dặn là phải về nước để còn lên phương Bắc lo việc. Ta sắp phải xa nàng rồi. Chàng vừa mới trở về, giờ lại sẽ phải xa nhau rồi sao? Ta đi lần này không biết đến bao giờ trở lại. Ta sợ nhỡ đâu đất nước loạn lạc thì ta biết tìm nàng ở nơi đâu. Nếu thiếp phải đi đâu thì sẽ mang theo chiếc áo này. Hay thiếp chạy về hướng nào thì thiếp sẽ rắc lông ngỗng dọc đường. Chàng cứ chạy theo dấu lông ngỗng mà tìm. Chàng hãy bảo trọng. Mỹ Châu, dù thế nào, hãy luôn tin ta yêu nàng thật lòng. Có nỏ thần rồi, Âu Lạc sẽ về tay ta. Ha 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 ha, binh sĩ đâu? Chuẩn bị ra trận. Tâu Bệ Hạ, Triệu Đà đang đưa quân sang xâm chiếm đất nước ta đó ạ. Ta cứ tưởng hai nước đã kết thông gia rồi, thì Triệu Đà sẽ để yên cho chúng ta. Thật không ngờ. Nhưng không sao, chúng ta đã có nỏ thần, đâu cần phải lo giặc nữa chứ. Tại sao nỏ của ta lại thành ra thế này? Vua An Dương Vương đưa theo Mỹ Châu chạy trốn, nhưng đi tới đâu giặc cũng đuổi sát nút. Ông bèn đi ra hướng biển, mong thần Kim Quy giúp đỡ. Giặc ở sau lưng nhà vua đấy. Trọng Thủy tìm thấy xác Mỹ Châu, chàng quá đau buồn và khóc thảm thiết. Sau khi chôn cất vợ, Trọng Thủy cũng gieo mình xuống giếng mà chết. Người dân gọi chiếc giếng này là giếng Trọng Thủy để tưởng nhớ đến một mối tình. Chiếc vỉ kéo thần kỳ. Ngày xưa, ở vùng đất Tác Ca Trù Phú do vị thần Moritz cai quản, có chàng trai Lasse nổi tiếng nhờ tài kéo vĩ cầm. Cậu ấy chơi đàn hay quá, hãy thưởng cho cậu ấy thật nhiều tiền. Mẹ ơi, con đã về rồi đây. Mẹ ơi, hôm nay mẹ thấy trong người thế nào rồi? Mẹ thấy người ngày một suy yếu. Có lẽ lần này mẹ khó qua khỏi rồi. Kìa mẹ đừng nói vậy. Mẹ phải ở lại vui sống cùng con. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua thuốc về chữa cho mẹ mà. Con đã vì mẹ mà tiêu tốn bao nhiêu tiền của, đi mời thầy thuốc ở khắp nơi, vậy mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Có lẽ lần này mẹ không tránh được số trời rồi. Mẹ đừng lo, con sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho mẹ mà. Thưa thật Moritz, mẹ của con đang lâm bệnh nặng mà không phương thuốc nào chữa khỏi. Xin thần hãy chỉ cho con cách có thể cứu được mẹ con qua cơn bạo bệnh. Để trả ơn ngài, con xin dâng thứ quý giá nhất của con cho người. Đó là chiếc vĩ cầm mà con vô cùng yêu quý. Hỡi chàng trai, trái tim hiếu thảo của con đã lay động tới tận trời cao. Con hãy giữ lấy chiếc đàn của mình, bởi nó sẽ là vật cứu sống sinh mệnh của mẹ con. Hả? Người nói sao? Cây đàn này sẽ giúp chữa bệnh cho mẹ con ư? Đúng vậy. Con hãy đi về phía nam, nơi thảo nguyên trải dài với đồng cỏ xanh non mơn mởn. Đàn ngựa trời thường bay tới thảo nguyên ăn cỏ. Tại đây, con hãy tới gặp Ari, người trông coi đàn ngựa, để xin lông đuôi ngựa trời làm vĩ đàn. Mẹ con nghe được tiếng đàn tự khắc sẽ khỏi bệnh. Ôi, vậy là có cơ hội cứu sống mẹ con rồi. Con xin đổi ơn người ạ. Tuy nhiên, con phải cẩn thận với tên Ari. Hắn là người gian xảo, có thể gây khó dễ cho con. Dạ, con xin ghi nhớ lời người. một chú chim non rơi khỏi tổ, thật tội nghiệp. Ngoan ngoãn nằm đây nha, giờ thì ta có thể yên tâm lên đường rồi. Tạm biệt chim nhỏ. Chim nhỏ tặng ta để cảm ơn đó ư? Cảm ơn vì món quà đáng yêu này nha. Cuối cùng cũng đến đường thảo nguyên, và mình phải tìm đàn ngựa trời mới được. Không biết chúng ăn cỏ ở đâu. Sao đi tìm mãi mà không thấy đàn ngựa đâu nhỉ? Ta thử đi tiếp ra đằng kia xem sao. Chẳng lẽ đàn ngựa trời không còn ở đây ư? Liệu hy vọng chữa bệnh cho mẹ có bị vụt thắt như những vì sao kia? Trời ơi, là đàn ngựa thần. Vậy là có hy vọng chữa khỏi bệnh cho mẹ rồi. Thưa ngài, có phải ngài là ngài Hari không ạ? Đúng, ta chính là Hari. Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Thưa ngài, tôi là Latse, người chơi đàn vĩ cầm vùng Thác Ca. Mẹ tôi đã bệnh lâu ngày mà không thuốc nào chữa khỏi. Tôi được thần Morit khuyên rằng nếu mẹ tôi được nghe tiếng đàn vĩ cầm được kéo bằng chiếc vĩ làm từ lông đuôi ngựa trời sẽ tự khắc khỏi bệnh. Bởi vậy hôm nay tôi đến đây để xin ngài một ít lông đuôi ngựa trời, mong ngài sẽ đồng ý. Ra là vậy, ngươi quả là người con trai có hiếu. Chờ ta một chút, ta sẽ lấy cho ngươi. Đội ơn ngài đã ban ơn ạ. Ta không đến mà dám đòi lông đuôi ngựa thần, mà ta vốn không ưa gì lão Morit, lúc nào cũng ra vẻ cao cả ban ơn. Đã thế ta sẽ lừa tên Latse này một vố. Ông ấy có vẻ là người tốt đây. Sao thần Morit lại bảo ta phải đề phòng chứ? Ôi, cuối cùng thì bệnh của mẹ có thể được cứu rồi. Mẹ ơi, con sẽ kéo lên một khúc nhạc bằng cây vĩ kéo thần diệu này. Khi nghe xong, mọi bệnh tật của mẹ sẽ tiêu tan. Mẹ có thấy trong người đỡ hơn không? Mẹ thấy vẫn thế con à. Người vẫn đau nhức, mỏi mệt lắm. Tại sao chứ? Hay cho mình kéo chưa được hay? Mình phải thử lại mới được. Lần này thì sao mẹ? Tiếng đàn của con rất hay, nhưng mẹ không thấy có thay đổi gì trong người cả. Bệnh của mẹ chắc không chữa được rồi con à. Sao lại như vậy chứ? Không lẽ chiếc vĩ kéo thần này cũng không thể cứu được mẹ sao? Chàng đã xe thân yêu, chàng đã bị tên Hari lừa đưa cho lông đuôi ngựa thường. Để lấy lông đuôi ngựa trời, chàng hãy dùng cọng rơm ta tặng chàng thả vào bầu nước của tên Hari. Hắn sẽ ngủ say mê mệt trong ít phút. Trong lúc hắn ngủ, chàng hãy tranh thủ lấy lông đuôi ngựa trời. Sợi rơm kỳ diệu mà chú chim tặng sẽ giúp ta lấy được lông đuôi ngựa thần ư? Tin vào lời mộng báo, Latse lại tức tốc lên đường với hy vọng lấy được lông đuôi ngựa thần về cứu chữa cho mẹ. Tranh thủ hắn không để ý, mình phải ra tay ngay mới được. Được rồi, hy vọng sau khi uống nước hắn sẽ ngủ mê mệt. Cuối cùng hắn đã lăn quay ra ngủ. Ta phải hành động ngay mới được. Chết rồi, ta đã làm kinh động đàn ngựa thân. Ôi, cái đầu của ta sao đau như búa bổ. Latse, sao ngươi lại ở đây? Ngươi còn dám tự ý cắt lông đuôi ngựa trời ư? Thật to gan. Bằng mọi giá, ta phải giữ được lông đuôi ngựa thần. Đây là niềm hy vọng duy nhất để cứu chữa cho mẹ khỏi bệnh. Latse, đứng lại mau, ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Latse, chàng hãy yên tâm, tên Hari sẽ không thể nào đuổi kịp chàng đâu. Lũ chim chết tiệt này, đau quá. Thật may mắn làm sao, nhờ đàn chim cứu giúp mà ta đã thoát khỏi tên Hari. Tự nhiên mẹ thấy trong người thư thái, khỏe mạnh trở lại rồi. Dường như mọi bệnh tật đều tan biến khi nghe tiếng đàn của con. Ơn trời, mẹ đã qua khỏi cơn bạo bệnh. Đây quả là cây vị kéo kỳ diệu. Ta phải đem nó đi cứu chữa cho những người đang khốn khổ vì bệnh tật dày dò ngoài kia. Nhờ tiếng đàn của mình, chàng trai Lá Xê đã cứu khỏi bệnh cho bao người dân vùng Tác Ca. Chàng được mọi người tôn vinh và ngợi ca đến muôn đời sau. Anh em trai. Hôm nay mùng 10, 5 hôm nữa là tới giỗ ba rồi đó. Bà xem chuẩn bị những món gì làm cổ, để chiều nay tôi tới nhà họ hàng mời. Cổ bàn á, thì mình không phải lo, chiều nay phải đi mời luôn đi, không nó muộn. Nhưng khách mời nhiều mà chân mình bị khớp đang sưng tấy cả lên, thế liệu có đi được không? Ừ, cái bà này, chân đau thì cũng phải cố chứ. Năm nay nhà ta và nhà thằng Út làm cổ riêng, tôi không đi mời, khách đến hết nhà nó à? Thế ông cố đi vậy. Bà nhớ đó, phải mấy chục mâm đó. Rồi, ông yên tâm. Mình lại đang nghĩ về chuyện với nhà anh cả phải không? Thôi mình à, mọi chuyện cũng chẳng phải tại mình, cũng chỉ vì mảnh đất ba để lại mà anh cả không chịu nhìn mặt vợ chồng mình, chứ mình nào có muốn vậy đâu. Mấy năm trước, giỗ ba năm nào cũng đông đủ, vui vẻ. Buổi tối khi xong xuôi mọi chuyện, anh em còn ngồi uống chè, chuyện trò ngắm trăng. Vậy mà... Gà nhà chú còn định nuôi ở sân nhà tôi nữa hay sao thế? Chú đã được cha chia cho phần đất đẹp hơn vẫn chưa ưng, giờ lại còn định chiếm luôn cả đất nhà tôi đó hả? Đó mình xem, gà chạy loạn xạ thế này coi có được không? Ừ, chú mau bắt gà về đi, đừng để nó bay hết sang nhà tôi, rồi lại lôi thôi phiền phức lắm. Em xin lỗi, em không để ý, để chúng xổng ra lúc nào không biết. Em lùa vào chuồng ngay đi ạ. Thôi chết, bão rồi mình ơi. Thôi chết, bão to quá. Ôi, nhà bay mất nóc rồi. Mưa bão thế này, mình đi đâu thế? Bà không thấy nóc nhà bay mất rồi à? Tôi phải mau lợp lại, kẻo trôi mất nhà bây giờ. Nhưng mà chân ông... Nhưng nghĩ gì, có muốn mất nhà không hả? Bà cứ ở đó, tôi đi lấy ít lá lợp lên mái, kẻo trôi mất nhà. Anh hai, chú Út, vợ chồng chú làm gì ở đây thế? Em thấy nhà anh bị tốc mái, nên hai vợ chồng vội chạy sang. Để em lên lợp mái nhà giúp anh nha. Chú, tôi cũng làm được mà. Không phải anh bị đau khớp gối sao? Leo trèo nguy hiểm lắm, để em. Còn ai vào đây? Bấy lâu mình thật không phải với vợ chồng chú ấy. Con hươu trong chuồng bò. Trời, nguy hiểm quá. Đây là đâu thế nhỉ? Trời ơi, có người. Mình bị lạc vào làng rồi. Làm thế nào bây giờ? Làm sao để quay về nhà được đây? ơi, chạy đi đâu bây giờ? Nó ở đâu vào đây thế? Các anh bò, xin hãy cứu tôi. Xin cho tôi được trốn vào giữa các anh. Có một con chó săn rất to đang đuổi theo tôi. Xin hãy giúp tôi, chỉ một lát thôi. Thật không may cho anh. Anh trốn chỗ nào không trốn. Trốn ở đây thì có khác nào chui đầu vào rọ. Chỉ cần các anh cho tôi trốn ở đây, tôi sẽ có cơ may chạy thoát. Đợi một lát nữa cho nó đi xa khỏi đây, tôi sẽ nhân lúc đấy mà chạy đi. Thôi được, tạm thời cậu có thể ở đây. Đợi con chó đi rồi phải đi ngay đấy nhé. Ở đây lát nữa ông chủ ra, chúng tôi cũng không che chở được cho cậu đâu. Vâng, vâng, cảm ơn các anh nhiều lắm. Tôi mệt quá, tôi nằm nghỉ một lát nhé. Nằm trong này ấm quá đi mất. Này Hưu, dậy đi, con chó đó đi xa rồi. Để yên cho tôi ngủ lát đi. Nếu cậu không muốn chết thì dậy nhanh đi. Một lát nữa, chỉ một lát nữa tôi đi cũng được mà. Không được, dậy đi. Sao các anh lắm chuyện thế nhỉ? Ngủ một tẹo cũng không yên. Ngoài kia trời vừa tối vừa lạnh, nhà thì cũng không biết đường mà về. Tìm được nơi ấm áp thế này, tội gì mà đi chứ. Các anh cho tôi ngủ lại đây với. Ban đêm ngoài trời lạnh lắm. Cậu không thể ở lại đây được. Ông chủ mà ra thì cậu không thoát được đâu. Chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Nếu không muốn chết thì nhanh đi đi. Các anh cứ che chắn cho tôi ngủ như lúc nãy là được thôi mà. Có ai phát hiện ra đâu. Ông chủ đến rồi. Làm thế nào bây giờ? Đấy, chúng tôi nói mà có nghe đâu. Một con hươu ở đâu lạc vào đây thế này. May mắn thật. Các anh bò, cứu tôi với. Đã bảo thì không nghe, bây giờ còn biết trách ai. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.